Rồi, cái phần kiến thức cơ bản này thì mình phải nắm thì mình mới học đến phần vô cơ được ha bạn ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta thi đánh giá năng lực, chắc chắn là tất cả các bạn là đều nên phải thi hết đánh giá năng lực. Thì kỳ thi đánh giá năng lực này, cái đề thi á, người ta hỏi cả những câu của hồi lớp 10 luôn, tức là viết cấu hình elastron trong rồi liên kết hóa học vân vân, tức là hỏi những cái đó luôn, ngay cả tốc độ phản ứng cân bằng hóa học. Nhiều khi các bạn nghe các bạn thấy rất là lạ đúng không, nhưng mà đề thi có hỏi, cho nên là bây giờ chúng ta cũng phải nắm lại, mình phải ôn lại hết, hiểu chưa? Trước sau gì cũng phải học thôi. Rồi, kiến thức cơ bản thì đầu tiên mình ôn về cấu tạo nguyên tử. Mình ôn về cấu tạo nguyên tử ha, tại vì chúng ta biết rằng là tất cả những cái vật chất mà xung quanh chúng ta đều được cấu tạo từ nguyên tử, được không các bạn? Nếu nó là ví dụ như các bạn có một cây đinh sắt, các bạn zoom cái cây đinh sắt này ra hết cỡ luôn, tức là zoom mà tới tới không còn zoom được nữa, thì chúng ta sẽ có được những cái nguyên tử sắt nó nằm ở chen chúc ở trong trong cái cây đinh sắt này, được không? Hay nói cách khác là mọi vật xung quanh của chúng ta đều được cấu tạo từ nguyên tử, được không các bạn? Và những cái nguyên tử nó sẽ kết hợp lại với nhau, có thể tạo ra phân tử hoặc là tạo những vật chất lớn hơn, được chưa? Rồi, vậy thì nguyên tử nó được cấu tạo như thế nào? Như vậy thì nếu bạn nào nhớ thì nguyên tử sẽ có hai phần, đúng không? Đang nhớ là nguyên tử sẽ có hai phần. Thứ nhất đó là hạt nhân. Thứ hai là vỏ nguyên tử. Rồi, nó sẽ như thế này nè các bạn. Hạt nhân ha, và cái vùng xung quanh. Cái này anh vẽ tương đối thôi nha, tại vì cái hạt nhân đó các bạn, hạt nhân nó rất là bé so với lại cái vỏ nguyên tử. Các bạn tưởng tượng là nếu như mà cái hạt nhân này nó bằng một hạt cát, thì cái vỏ nguyên tử nó bằng một cái sân banh. Có nghĩa là cái kích thước của hạt nhân nó rất rất bé so với cái vỏ nguyên tử. Được chưa? Vậy thì trong hạt nhân sẽ chứa cái gì? Trong hạt nhân sẽ chứa hai loại hạt. Thứ nhất là hạt proton. Thứ hai là hạt neutron. Neutron hay là neutron đó ha, chữ neutron là cái chữ new nè, nó cái nguồn gốc của nó là từ chữ neutral ha, neutral là trung hòa các bạn ha. Thì ở đây chúng ta thấy là trong hạt nhân sẽ có hai loại hạt là proton với lại neutron. Proton là hạt mang điện tích dương, ký hiệu bằng chữ P ha. Proton là hạt mang điện tích dương, điện tích dương, được chưa? Rồi còn neutron thì không mang điện. Này không biết là có kiến thức, có ký ức gì hồi lớp 10 ùa về hay không ha. Rồi, trong vỏ nguyên tử sẽ chứa gì? Vỏ nguyên tử nó sẽ chứa các hạt electron. Không phải chứa ha, mà các hạt electron nó sẽ chuyển động xung quanh hạt nhân để hình thành nên cái lớp vỏ nguyên tử đó. Được chưa? Vậy trong vỏ nguyên tử sẽ chứa các hạt electron. Hạt electron ký hiệu là chữ E, nó sẽ mang điện tích âm. Được chưa? Rồi. Như vậy là sơ sơ là như vậy, và các chúng ta nhớ là cái gì? Một hạt proton thì mang một điện tích dương, đúng không? Một hạt electron mang một điện tích âm, cho nên là ở nguyên tử trung hòa, nguyên tử trung hòa thì số hạt proton nó sẽ bằng số hạt electron. Bởi vì một hạt proton thì có điện một điện tích dương, đúng không? À, một hạt electron thì mang một điện tích âm, cho nên là số hạt proton phải bằng số hạt electron để cho cái nguyên tử đó trung hòa về điện. Được chưa? Và cái số hạt này nó sẽ bằng số Z. Cái số Z người ta gọi là gì các bạn nhớ không? Người ta gọi có nhiều tên lắm ha. Thứ nhất là số hiệu nguyên tử. Thứ hai là số đơn vị điện tích hạt nhân. Được chưa? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái tên đối với cái chữ Z này, đó là số hiệu nguyên tử hoặc là số đơn vị điện tích hạt nhân. Vậy thì khi nói về Z, Z nó sẽ bằng số proton và bằng số hạt electron. Được chưa? Rồi, vậy nếu như chúng ta thay đổi số proton, có nghĩa là chúng ta sẽ thu được một nguyên tố mới. Ví dụ như các bạn có oxy. Ví dụ như chúng ta có oxy, thôi đừng nói oxy đi, nói về kim loại đi. Ví dụ các bạn có natri. Natri số Z của nó bằng 11. Người ta sẽ ghi cái số Z ở ngay dưới này ha các bạn ha. Ghi số Z ở phía dưới này. Được chưa? Có nghĩa là nguyên tử natri có 11 proton và 11 electron. Được chưa? Rồi. Nhưng nếu như anh thay thay đổi số Z
có nghĩa là thay đổi số proton thì các bạn sẽ thu được một nguyên tố khác. Ví dụ anh không cho Z, anh không có cho Z bằng 11 mà anh cho Z bằng 12, có nghĩa là nó có 12 proton và 12 electron trong nguyên tử, thì chúng ta sẽ thu được nguyên tử gì? Magie. Được chưa? Nó khác ha. Và cái số này không phải là M lớn nha các bạn ha. Nhiều bạn lộn cái này với M lớn, nó là ủa sao Mg24 mà. Cái 24 nó là M lớn, có nghĩa là khối lượng của một mol nguyên tử magie, hoặc là 24U có nghĩa là nguyên là khối lượng của một nguyên tử magie. Còn cái này là số Z, nhắc lại số Z là số proton. Được chưa? Số Z là số proton, khi thay đổi số proton là thay đổi một nguyên tố khác. Được vậy các bạn. Rồi, vậy số electron thay đổi được hay không? Được. Số electron sẽ thay đổi được nha các bạn ha. Ví dụ như anh có gì? Anh có natri. Natri nếu như anh tách một electron ra. Anh sẽ viết như thế này, anh tách một electron ra các bạn sẽ thu được ion Na cộng. Được chưa? Nếu như tách electron thì chúng ta sẽ thu được ion dương. Được không? Còn nếu mà nhận electron thì các bạn sẽ thu được một cái ion âm, ví dụ như là O cộng 2E ra O2 trừ, ví dụ như vậy. Được không nè? Nhưng mà mình đang tập trung vào kim loại, anh chỉ cho ví dụ về phần kim loại thôi. Được không? Thì nếu như chúng ta tách electron thì các bạn sẽ thu được ion dương. Anh tách một electron thì điện tích dương của cái ion đó là 1 cộng. Nếu như Mg anh tách ra 2E thì chúng ta thu được Mg 2 cộng. Được chưa? Thì nếu như chúng ta thay đổi số electron thì chúng ta sẽ có ion. Nhưng nếu thay đổi số proton, các bạn sẽ có một nguyên tố mới. Nhớ nha, thay đổi số hạt E thì có được ion, tức là thêm hoặc là mất. Được chưa? Nhưng mà nếu như thay đổi số hạt proton là chúng ta thu được một nguyên tố mới luôn. Nghe anh ghi đây không ha? Thay đổi số proton, chúng ta sẽ thu được nguyên tố mới. Tức là cái tên nó mới luôn. Hiểu không? Không còn là nó nữa. Được chưa? Rồi, vậy nói về sơ sơ về cái nguyên tử. Rồi một cái nữa rất là quan trọng, đó là cấu hình electron. Biết còn bạn nào nhớ không ta? Cấu hình electron. Cấu hình electron là gì? À không, đúng không? Rồi giờ nói lại nè. Cấu hình electron đó là cái người ta sẽ sắp xếp, không phải người ta sắp xếp mà những cái electron trong nguyên tử sẽ sắp xếp vào những cái lớp và phân lớp. Thì chúng ta tưởng tượng như là các bạn có ở trong trường chúng ta có rất là nhiều học sinh đúng không? Thì nhiều học sinh như thế này thì để dễ quản lý thì có phải là những học sinh sẽ được xếp vào những cái lớp khác nhau. Ví dụ như là lớp 12A1 cho tới 12A9 ví dụ như vậy. Đúng không các bạn? Rồi, như vậy đó là lớp. Được chưa? Thì electron cũng vậy, electron sẽ được sắp xếp theo từng lớp. Nhưng mà trong lớp cũng có rất nhiều học sinh, cho nên là những học sinh này sẽ được xếp theo tổ. Các bạn trong lớp các bạn sẽ có nhiều tổ đúng không? Tổ 1, 2, tổ 3, tổ 4. Thì đối với electron, trong cùng một lớp như vậy nó có thể được sắp xếp vào nhiều phân lớp. Vậy thì phân lớp cũng giống như tổ của mình thôi. Được không các bạn? Nhưng mà có một cái đó là gì? Ở những cái nguyên tử trung hòa thì electron nó phải sắp xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao thì nó mới bền. Giống như là bây giờ tôi có một đống học sinh và tôi xếp học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 5 ha, từ lớp 1 đến lớp 5. Nhưng mà rõ ràng là để học sinh này nó học hành một cách đàng hoàng thì nó phải học từ lớp 1 cho tới lớp 5. Đúng không? Tức là nó phải học ở lớp dưới trước, lớp dưới xong rồi thì mới tiếp tục lên lớp trên. Đúng không các bạn? Thì electron cũng vậy ha, nó sẽ được sắp xếp vào nhiều lớp và phân lớp nhưng theo thứ tự từ thấp đến cao ở những nguyên tử trung hòa thì lúc đó nguyên tử nó bền. Còn nếu như mà electron mới nhảy vô thôi mà nó nhảy lên ở những cái mức năng lượng cao rồi thì cái nguyên tử nó sẽ không có bền. Hiểu chưa? Electron nó sẽ không bền. Hiểu chưa? Thì giống như là học sinh mới nhào vô, mới học xong lớp lá tới lớp 5 luôn thì ngu cái mặt luôn chứ biết cái gì. Đúng không các bạn? Nên ở đây cũng vậy ha. Cho nên là cái cấu hình electron là cái sự sắp xếp mình đang viết ra, mình đang mô tả coi là các electron nó sắp xếp như thế nào trong cái nguyên tử. Được chưa? Rồi, vậy để viết cấu hình electron các bạn thuộc dùm anh cái dãy sau đây. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 và 3d10. Được chưa? Rồi, như vậy thì cái dãy này, những cái con số này có ý nghĩa gì?
cái số 1, cái số 1 nè, cái số 2, số 3, số 1, số 2, số 3, số bự á, những cái số bự á, đó là số thứ tự của lớp. Nhớ chưa? Số thứ tự của lớp. Ok ha. Rồi, còn cái chữ S, chữ P. Chữ S, chữ P, chữ D có nghĩa là gì? Chữ S, chữ P, chữ D đó chính là tên của phân lớp. Nhớ chưa? Như vậy thì sẽ có nhiều loại. Nhiều loại các bạn, giống như tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 vậy đó. Thì được không? Thì ở đây chúng ta sẽ có phân lớp S, phân lớp P, phân lớp D và có phân lớp F nữa, nhưng chúng ta không học tới F. Được không? Vậy đầu trước tiên các bạn cứ nhớ giùm anh là phân lớp thì sẽ có những cái tên, đó là S, P và D. Được chưa? Rồi như vậy thì ở lớp số 1 thì chỉ có một phân lớp là phân lớp 1S. Tức là cái tên của nó là phân lớp S, nhưng mà bởi vì phân lớp S này nó nằm ở lớp số 1 nên chúng ta gọi đó là phân lớp 1S. Ở lớp số 2 có hai phân lớp là 2S và 2P. Ở lớp số 3 thì có ba phân lớp là 3S, 3P và 3D. Được không? Tương tự với lại phân lớp 4 thì cũng có 4S, 4P, 4D, 4F. Nhưng mà tại sao anh chỉ viết tới đây thôi? Tại vì chúng ta chỉ học tới đó thôi là đủ rồi. Hiểu không? Ở chương trình phổ thông chúng ta chỉ học tới 3D10 thôi. Chúng ta không học lố nữa. Được ha các bạn ha. Rồi. Tiếp tục còn cái số mũ là gì? Cái số mũ này đó là số lớp, à, số electron trong cái phân lớp đó. Số electron trong phân lớp. Ủa cái này có chép vô mà. Thì em quên rồi thì em chép. Anh đâu bao giờ ép mấy bạn chép bài đâu. Đúng không? Thì mình cảm thấy nào mình nhớ rồi thì thôi mình khỏi chép. Nào mình quên thì mình chép. Còn những cái mà mình cảm thấy mình nhớ nhưng mà mình sợ rằng mình quên thì mình cứ chép đi. Rồi, như vậy ở đây cái nhắc lại ha, những cái số bự á, là số thứ tự của lớp nha các bạn. Cái chữ S, chữ P, chữ D là tên của phân lớp. Vậy nhắc lại nè, lớp số 1 thì chỉ có một phân lớp là 1S thôi. Lớp số 2 có hai phân lớp là 2S, 2P. Lớp số 3 thì có phân lớp 3S, 3B, 3D. À, còn lớp số 4 thì có 4S rồi vân vân. Được chưa? Còn cái số mũ á, đó là số electron trong phân lớp, số electron tối đa trong cái phân lớp đó. Có nghĩa là trong phân lớp S có tối đa 2E. Phân lớp P có tối đa 6E. Phân lớp D thì có tối đa là 10 electron. Được chưa? Nhưng mà cái này anh nói tối đa thôi. Ha, anh nói là tối đa thôi nhưng mà chắc gì? Chắc gì là nó đủ, đúng không các bạn? Cái chuyện đủ hay không là cái chuyện của nó, nhưng mà tối đa là nhiêu đó. Giống như là mình có một cái lớp, cái tổ này anh nói, cái tổ này là tối đa là 8 đứa. Nhưng mà bây giờ có 5 đứa thôi ngồi được không? Cũng ngồi được chứ mắc gì không? Càng sướng. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì đó là cái dãy và chúng ta phải thuộc cái dãy này. Được không các bạn? Rồi, như vậy thì chúng ta dựa vào cái dãy này để các bạn viết như thế nào? Ví dụ ha. Ví dụ natri số Z là 11. Để anh ghi ở đây tức là số Z 11 ha. Vậy số Z bằng 11 có nghĩa là trong nguyên tử natri có 11 electron. Đúng không? Nguyên tử natri có 11 electron. Vậy bây giờ mình xếp 11 electron theo cái dãy này ha các bạn ha. Vậy mình đếm nè. 1S2 vậy là 2E rồi, đúng không? 2S2 thêm 2 nữa là 4. 2P6 là 10. Được chưa? 3S1. Tại sao phải 3S2? Tại vì 3S1 là đã hết 11E rồi. Làm gì có đủ mà để mà 3S2 như vậy. Tới đây là chúng ta dừng. Để suy ra cấu hình electron của natri là 1S1, 1S2, 2S2, 2B6, 3S1. Tại vì sao nè? 2 cộng 2 cộng 6 cộng 1 bằng 11. Được chưa? Bằng 11. Vậy là nó đã bằng số Z rồi. Được không bạn? Vậy đến đây rồi thì chúng ta sẽ có một cái cách để mà bạn nhớ như sau. Tới 2P6 tức là 10E. Tới 4S2 là 20E. Được không? Tới 3D6, tới 2P6 là 10E, tới 4S2 là 20E. Rồi, thì tại các bạn có thể lý giải là tại sao 4S nó lại nằm ở phía trước 3D, là bởi vì ở đây anh đang nói là gì? Electron nó được sắp xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao.
không hiểu tại sao nữa mà 4S cái mức năng lượng nó thấp hơn 3D, chúng ta chấp nhận điều đó. Được chưa? Nó là theo sự tính toán của những nhà khoa học 100 năm trước, người ta đã làm như thế. Cái vụ này có 100 năm trước rồi ha. Rồi, về 100 năm trước người ta tính toán, người ta thấy rằng 4S có mức năng lượng thấp hơn 3D. Nên là bây giờ mình chấp nhận điều đó. Được chưa? Rồi. Nên là nếu mà các bạn viết, các bạn phải viết 4S trước rồi mới tới 3D. Ha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Natri, rồi tới magie đi. Rồi các bạn ngồi viết giùm anh mấy này đi các bạn. Natri nè, magie nè. Rồi gì nữa? Al. Al là 13 nha. Rồi ngồi tập viết đi. Để mình ôn lại ha. Bạn nào mà nhớ thì tốt. Không sao hết. Bạn nào nhớ thì tốt. Nhưng mà mình cứ viết lại để mình ôn lại. À, anh Thu nhỏ nhỏ lại tí được không? Cho em nhìn lại mấy cái ở trên. Đây là cái S2 viết trước, 4S2 viết trước cái 3B6 đúng không anh? 4S2 phía trước 3D10 chứ. À đúng rồi. Lâu quên. Mới nói lại xong luôn. Rồi cái thì các bạn cứ mình thuộc cái giải này giùm anh ha. Cứ đọc nhẩm trong miệng đi. 1S2, S2 2B6, 3S2 3B6, 4S2 3D10. Nhẩm khoảng 5 lần là các bạn thuộc. Được chưa? Năm nay là may mắn lắm luôn á, tôi mới ôm lại chứ mấy năm trước là tôi cũng ôm. Chứ anh phát hiện ra là không ai nhớ gì hết. Anh, cái chỗ mà số hiệu nguyên tử rồi số đơn vị điện tích hạt nhân anh, cái đó là quy tắc của chữ đúng không? Chữ Z, tên của cái chữ Z đó. Là có thể là cái chữ Z tử. Thì nó có hai tên, cái chữ Z thì nó có hai cái tên, một á là số hiệu nguyên tử, hai là số đơn vị điện tích hạt nhân. Chưa? Rồi. Chữ Z thì nó có hai cái tên. Rồi đi ha, chắc nay trái giáo án rồi. Rồi MG thì 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Được chưa? Thì các bạn đếm làm sao cho nó mới đủ 12E thôi. Nhưng mà chúng ta nhớ là tới đây là 10E. Nên là để mà làm nhanh thì sao? Chọn chắc chắn luôn là tới 2P6 rồi 3S2 luôn. Tại vì đây 12E mà, thì tới 2P6 là 10E rồi. Được chưa? Rồi AL thì 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Được không? Rồi, tiếp nha. Này chắc anh phải xuống dòng không? Tí sẽ có chuyện để ghi nữa. Rồi, tiếp nè. Fe. Fe thì 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Tại sao biết tới 4S2 luôn? Tại vì ở đây là tới 4S2 là hết 4S2 là 20E. Mà đây tới 26E lận nhưng chắc chắn phải là 3D6. Được chưa? Vậy khi mà viết cấu hình này nó trong nó đôi khi á các bạn, người ta viết là 3D6 4S2, tức là người ta đổi chỗ hai đứa này để cho nó đẹp thôi ha. Nhưng mà thực tế khi chúng ta viết, khi mà các bạn đặt bút xuống viết, các bạn vẫn phải viết theo cái dãy này. Hiểu không? Rồi sau đó mình muốn đổi chỗ 3D vô để cho nó đẹp là cái tùy, chuyện nói chuyện tùy, nhưng khi mình viết phải là 4S trước rồi mới tới 3D. Được chưa? Còn sau khi viết xong rồi, giờ anh viết xong rồi nè, giờ anh nói là thôi để vậy không đẹp, tôi đẩy này vô, đẩy này ra. Thì cái chuyện là chuyện đẹp thôi nha. Được không? Cái chuyện là chuyện đẹp thôi. Nhưng mà chính xác chúng ta phải viết như thế này. Được chưa? Rồi, thằng Chrome. 1S2, 2S2. 2. Thôi, viết thằng CU trước đi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Đúng không?
4S2 3D9, mà các bạn thấy điều gì? Có phải là trong phân lớp 3D nó có tối đa là 10E không? Đúng không? Mà giờ tới 3D9 rồi mà còn không cho nó một E nữa. Tại vì biết các bạn biết sao không? Khi mà nó đạt được số E nó trong tối đa thì cái phân lớp người ta gọi là phân lớp bão hòa. Được chưa? Đấy, tối đa rồi thì người ta gọi là bão hòa. Vậy bây giờ nó gần tới 10 rồi mà lắm rồi. Như vậy thì lúc này nó sẽ không tồn tại ở dạng này. Tại vì dạng này nó gần bão hòa mà nó sẽ không có bền ha các bạn ha. Cho nên là một electron ở trong ở chỗ phân lớp 4S á, nó sẽ nhảy qua bên 3D để chúng ta có 3D10 và 4S1. Có nghĩa là thay vì chúng ta viết 4S2 3D9, các bạn phải viết 4S1 3D10. Đây là trường hợp đặc biệt. Được chưa? Đây là trường hợp đặc biệt. Tương tự với thằng Chrome. Chrome thì các bạn cũng viết y chang như vậy. Nhưng mà đến chỗ 4S với 3D, 4S2 3D4, đúng không? Thì các bạn thấy tối đa là 10E. Như vậy nếu một nửa là 5 thì cái 5 đó người ta gọi là bán bão hòa. Bão hòa là 10, vậy 5 là một nửa, có nghĩa là bán bão hòa bán là một nửa các bạn ha. Rồi, như vậy nó gần đạt tới bán bão hòa rồi, có nghĩa là nó gần bền rồi. Vậy tôi muốn cho nó bền. Ha, không phải tôi muốn mà thằng Chrome nó muốn như vậy, nên là cấu hình electron của nó sẽ là 4S1 3D5. Vậy đây là hai trường hợp đặc biệt mà các bạn phải nhớ. Được chưa? Đây là hai trường hợp đặc biệt mà các bạn phải nhớ. Thuộc ha, thuộc có hai trường hợp này thôi. Bạn thuộc. Rồi, được chưa? Rồi bây giờ đến một cái chuyện đó nè, là những cái nguyên tố này nó quá nhiều. Này mình biết có 5, 4, 6 cái rồi ha, nhưng mà thực ra thì người ta đã tìm tới 118 nguyên tố rồi, nó rất là nhiều. Được chưa? Và bây giờ nhiều như vậy thì làm sao để mà người ta có thể nghiên cứu nó một cách hiệu quả? Và thế là người ta đưa nó vào một cái bảng, nó gọi là bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Thì cái việc mà đưa nó vào là theo một cái trình, theo một cái trật tự nhất định, đó người ta gọi là hệ thống, được không? Còn cái chữ tuần hoàn là do tính chất của nó tuần hoàn thì tí xíu nữa, không chắc mấy bữa sau thì chúng ta học những cái nhóm nguyên tố khác, những nhóm nguyên tố thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái chữ tuần hoàn này, được không bạn? Rồi như vậy thì về cái bảng hệ thống tuần hoàn thì các nguyên tố được sắp xếp vào theo cái quy tắc gì? Đó là nó sẽ được sắp xếp theo chu kỳ và nhóm. Ha, nó sẽ được sắp xếp theo chu kỳ và nhóm. Đây anh vẽ cái bảng tuần hoàn mini ra đây ha. Rồi những cái hàng, cái cột dọc đó các bạn, những cái cột nè, các bạn tưởng tượng nó giống một cái bảng, cái bảng thôi, nhưng tất nhiên là nó sẽ không có đều như là anh vẽ vậy ha. Rồi cái cột này nè các bạn, người ta gọi là nhóm, được chưa? Người ta gọi là nhóm. Và cái hàng ngang, cái hàng ngang người ta gọi là chu kỳ, được chưa? Hàng cái cột dọc người ta gọi là nhóm, và cái hàng ngang người ta gọi là chu kỳ. Được chưa? Rồi vậy bây giờ mình phải xác định xem coi là một nguyên tố nào đó nó thuộc nhóm bao nhiêu và chu kỳ bao nhiêu, được không? Vậy các bạn nhớ nè, cái số thứ tự của nhóm á, cái số thứ tự của nhóm đối với nhóm A ha, đối với nhóm A, nhóm A là gì? Nhóm A là những cái nguyên tố mà tận cùng bằng chữ S với chữ P, hiểu không? Nhóm A là những nguyên tố tận cùng bằng chữ S với chữ P. Vậy thì những số thứ tự của nhóm A nó sẽ bằng số electron ở lớp ngoài cùng. Ha, lớp ngoài cùng. Như vậy ở đây các bạn thấy natri, lớp nó sẽ có lớp nào? Lớp số 1, lớp số 2, lớp số 3. Thấy không? Vậy thấy lớp số 3, lớp ngoài cùng nó có một electron. Thấy chưa? Vậy suy ra nó thuộc nhóm 1A. Được chưa? Bởi vì lớp ngoài cùng có một electron nên nó thuộc nhóm 1A. Và chu kỳ mấy? Chu kỳ nó sẽ bằng số lớp electron. Được chưa? Chu kỳ nó sẽ bằng số lớp electron. Vậy ở đây chu kỳ các bạn thấy có 3 lớp e đúng không? Vậy nó nằm ở chu kỳ 3. Được chưa? Vì nó có 3 electron nên nó nằm ở chu kỳ 3.
Ok. Rồi, tiếp tục ha. Thằng này cũng tận bằng cùng bằng chữ S luôn. Thấy không? Tận cùng bằng chữ S luôn nên là nó cũng thuộc nhóm nhóm A. Và thằng magie, cái thằng này nó có hai electron lớp ngoài cùng. Đúng không các bạn? Nên là thuộc nhóm 2A. Chu kỳ 3. Được chưa? Rồi Al thì sao? Tận cùng bằng chữ P nên nó thuộc nhóm A luôn, vậy nó sẽ thuộc nhóm 3A. Có bạn hỏi tại sao không phải nhóm 1A? Anh nhắc lại nè, nó sẽ cái số thứ tự nhóm A nó sẽ bằng số electron ở lớp ngoài cùng. Vậy lớp ngoài cùng là lớp số 3. Được chưa? Lớp ngoài cùng là lớp số 3. Nên là tổng cộng hai chỗ này cộng lại luôn là 2 cộng 1 bằng 3, nên phải thuộc nhóm 3 ha, và vì nó có 3 lớp E nên là nó cũng thuộc chu kỳ 3. Được chưa? Rồi, tiếp tục ha. Về Fe. Fe với lại Cr. Fe với Cr thì các bạn thuộc gì anh? Đó là nhóm. Đối với Fe thì nó sẽ thuộc nhóm 6A. Chu kỳ 4. Chu kỳ 4 bởi vì nó có 4 lớp electron, thấy không? Tại sao nhóm, tại anh xin lỗi, nhóm 8 chứ. Chrome là nhóm 6. Nhóm 8. Ha, nhóm 8A. Tại sao nó thuộc nhóm 8A? Tại các bạn thấy là 2 cộng 6 bằng 8. Tại vì đối với những cái nguyên tố mà có phân lớp D tận cùng như thế này á, nó có cái cách tính số tự nhóm nó khác so với lại những nguyên tố nhóm A. Ha, nên là lộn nữa, nó sẽ thuộc nhóm 8B. Xin lỗi các bạn. Nên nó sẽ thuộc nhóm 8B các bạn ha. Bởi vì lấy 2 cộng 6 bằng 8 nè. Và đây là nguyên tố B. Tại sao nó là nguyên tố B? Bởi vì nó tận cùng bằng phân lớp D. Được chưa? Người ta phân loại như vậy. Rồi tiếp tục. Thằng Chrome sẽ thuộc nhóm 6B. Chu kỳ 4. Được không? Rồi. Thằng Cu sẽ thuộc nhóm 1B. Chu kỳ 4. Rồi, vậy ba cái đứa này các bạn thuộc giúp anh ha. Nhưng mà trước mắt là thuộc thằng FE. Được chưa? Trước mắt là thuộc cái đứa FE trước, thuộc cái thằng FE trước, còn cái thằng Chrome là CO thì tùy. Không có cần phải thuộc liền cái nhóm của nó. Biết cái cách viết cấu hình là được rồi. Còn FE là phải thuộc ha, tại vì FE có nằm trong chương trình. Chrome cũng nằm trong chương trình nhưng mà năm nay được giảm tải. Rất là may mắn cho các bạn luôn á. Chrome học rất là nhiều. Lý thuyết rất là khó thuộc. Đối với Chrome mà năm nay được giảm tải rồi nên là chắc chắn là mình phải thuộc FE trước, được chưa? Thì FE sẽ thuộc nhóm 8B chu kỳ 4, được không các bạn? Qua được cái nhóm của nó là mình xác định nhóm đối với nhóm A là những cái nguyên tố mà nó tận cùng bằng S với P, thì đối với nhóm A thì cái số thứ tự nhóm nó sẽ bằng số electron ở lớp ngoài cùng. Thì ở đây lớp ngoài cùng lớp số 3 có 1E, lớp ngoài cùng lớp số 3 có 2E, lớp ngoài cùng ở lớp số 3 có 3E. Thấy chưa? Thì nó sẽ tương ứng là nhóm 1A, 2A và 3A. Còn đối với nhóm B, tức là sắt, chrome, Cu v.v. thì cái cách tính nhóm nó khác. Thì các bạn khỏi nhớ cái cách tính cũng được. Các bạn thuộc dùm anh thằng FE thuộc nhóm 8B và chu kỳ 4 thuộc một thằng này thôi là được rồi. Được chưa? Và chúng ta chỉ cần biết cái cách xác định số thứ tự nhóm với chu kỳ của nhóm A thôi. Được không? Thì ở đây anh ghi luôn ha. Ghi luôn. Nó là số thứ tự nhóm bằng số E ở lớp ngoài cùng. Được chưa? Lớp ngoài cùng. Anh ghi lời nè, cờ là lớp ngoài cùng ha. Rồi được chứ các bạn. Nửa tiếng đấy mà. Nói lại chương 1, chương 2 của lớp 10. Rồi, vậy là ôm rồi nha. Mốt đừng kêu mất gốc nữa nha. Rồi, được chưa các bạn? Hai la mã. Và phần tiếp theo nha. Ai không kịp không? Dạ kịp anh ơi.
Kịp ha. Rồi, hai la mã. Phản ứng trong dung dịch. Rồi, phần này của lớp 11. Phần này của lớp 11. Phản ứng ion trong dung dịch. Thì đầu tiên là các bạn phải hiểu cái khái niệm, hiểu cái vấn đề này trước nè. À, hiểu vấn đề này trước. Khi mà hòa tan một cái chất điện ly trong dung dịch, trong nước, thì bản chất là trong nước nó không có tồn tại cái phân tử, mà nó sẽ tồn tại những cái ion. Được chưa? Thì lúc đó chúng ta phải có, mình phải hiểu thêm cái khái niệm là chất điện ly. Ha, thì nó nôm na chất điện ly là những cái chất mà khi hòa tan vào trong nước nó sẽ phân ly thành các ion, thì là chất điện ly ha các bạn ha. Anh ví dụ như là anh ghi đây đi, bản chất ha, khi hòa tan NaCl rắn. NaCl rắn là cái muối ăn ở trong trong cái hộp muối ở trong bếp của các bạn á, hiểu không? Mình lấy cái cục muối đó đó, các bạn bỏ vô nước rồi chúng ta khuấy. Được chưa? Rồi giờ anh vẽ cái hình này ra nha. Mình có một cái ly nước, đúng không? Đây là cái ly nước. Rồi, thì trong ly nước này thì tất nhiên là sẽ có nước. Rồi, ha, bây giờ anh bỏ một cục muối vô. Bỏ cục muối vô. Đây là tinh thể NaCl. Các bạn bỏ mỗi cục muối vào. Được chưa? Vậy thì bản chất là trong cái tinh thể này nè các bạn, nó sẽ gồm những cái ion Na cộng, ion Cl trừ, nó dính sát vô nhau vậy đó. Được không? Vậy khi mà chúng ta hòa tan NaCl rắn vào nước thì sẽ có cái chuyện gì xảy ra? NaCl ở dạng rắn nó sẽ bị điện ly hay là phân ly ha, điện ly hay phân ly, tạo thành ion Na cộng và ion Cl trừ. Như vậy thì sao? Như vậy thì bản thân là khi hòa tan xong rồi thì trong dung dịch của chúng ta không phải chứa NaCl, mà trong dung dịch lúc này nó sẽ chứa Na cộng và Cl trừ, chứ không có NaCl ở đây nữa. Kịp không? Chứ không có NaCl ở đây nữa. Vậy thì sau khi hòa tan, anh không có nêu cái khái niệm ra ha, nhưng mà anh nêu cái hiện tượng ra thôi để chúng ta có thể dễ nhớ. Sau khi hòa tan thì dung dịch chứa ion Na cộng và Cl trừ. Có nghĩa là bây giờ các bạn không có nhìn cái dung dịch này dưới dạng là dung dịch chứa NaCl nữa, mà dung dịch này nó chứa Na cộng và Cl trừ. Có nghĩa lúc này Na cộng với lại Cl trừ nó bị tách riêng ra rồi, nó chuyển động tùm lum hết chứ nó không có liên quan gì với nhau nữa hết, hiểu không? Nó không có liên quan gì với nhau nữa cả. Được chưa? Nó sẽ chuyển động tùm lum hết và nó rời nhau ra. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ xem cái dung dịch này, nếu mình soi, mình zoom nó lên đó, thực ra không có zoom được ha, nhưng nếu mình zoom nó lên thì trong đây nó sẽ chứa Na cộng và Cl trừ, chứ không có chứa phân tử NaCl một cục nữa. Được chưa? Rồi, vậy có thể là nó sẽ có những cái phân tử NaCl mà không có, nó học sâu đi, nhưng mà ở hiện tại các bạn nhìn vô một cái dung dịch gồm những cái chất điện ly như thế này thì chúng ta nhớ là nó phải có những ion. Được chưa? Nó sẽ tồn tại những ion. Ok ha. Rồi như vậy nếu như chúng ta cho phản ứng với nhau. Phản ứng trong dung dịch. Thì những cái phản ứng trong dung dịch bản chất là phản ứng của các ion. Được chưa? Bản chất là phản ứng của các ion. Tức là ion này nó đụng vô ion kia, nó tạo ra phản ứng, nó xảy ra phản ứng. Được không các bạn? Rồi, vậy anh ví dụ ha. Anh ví dụ. Ví dụ này rất quen thuộc. Có phải là các bạn có BaCl2
cộng với lại Na2SO4. Đúng không? Này ra gì? Ai nhớ không? Bạn nào nhớ không? Này ra gì? Ba4ACL. Đúng rồi, BaSO4 cộng NaCl. Tại sao phản ứng này xảy ra vậy? Có cái tủa. Đúng rồi, nó tạo ra BaSO4, cái tủa. Đúng không các bạn? Rồi, nhưng mà thực tế không phải là trong dung dịch. Thực ra cái này mình đổ gì, mình nhỏ dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2 để nhận biết á, nhớ không? Rồi, nhưng mà thực tế thì không phải là cái cục Na2SO4 nó đụng vô cái cục BaCl2. Mà thực chất là gì? Trong dung dịch BaCl2 nó không phải là chứa BaCl2 mà nó chứa Ba, nó sẽ chứa Ba2 cộng và Cl trừ. Được chưa? Trong cái dung dịch BaCl2 thực chất không phải là có cái cục BaCl2 dính nhau mà là gồm những ion Ba2 cộng và những ion Cl trừ. Được chưa? Rồi còn trong dung dịch Na2SO4 thì sẽ chứa các ion Na cộng và những ion SO42 trừ. Nắm kịp không? Đó, cho nên bản chất là khi mình nhỏ cái dung dịch này vào dung dịch kia thì thực chất là những cái ion này nó sẽ phản ứng với nhau. Vậy khi nào nó phản ứng? Có phải là trong một cái khoảnh khắc nào đó thằng SO42 trừ nó đụng vô thằng BaSO4 đụng vô thằng Ba2 cộng, và vì hai đứa này đụng nhau tạo ra kết tủa nên phản ứng nó xảy ra. Được chưa? Còn thằng Na cộng với Cl trừ đụng nhau có ra gì không? Không. Thằng Na cộng với Cl trừ đụng nhau thì nó vẫn tan mà. Đúng không các bạn? Na cộng với Cl trừ đâu phải chất kết tủa đâu, cũng đâu phải khí đâu. Đúng chưa? Cho nên là Na cộng với Cl trừ nếu có đụng nhau thì nó chỉ cười thôi, xong mà nó đi ra chỗ khác nó chơi. Có nghĩa là thằng Na cộng với lại Cl trừ không tham gia vào phản ứng này. Được không các bạn? Tụi nó không tham gia vào phản ứng, chỉ đứng ở ngoài vỗ tay thôi chứ không làm gì cả. Được chưa? Vậy cái thằng nào phản ứng thực chất là Ba2 cộng và SO42 trừ phản ứng với nhau tạo ra kết tủa. Còn chúng ta thấy nè, Na cộng với Cl trừ bên đây, Na cộng Cl trừ bên đây vẫn là Na cộng Cl trừ. Thấy không? Nó chỉ đứng ngoài nó chơi thôi, nó chả làm gì hết. Đứng ngoài vỗ tay, tụi bay phản ứng. Được chưa các bạn? Như vậy bản đây chính là cái bản chất của những cái phản ứng trong dung dịch. Được chưa? Bản chất của những phản ứng trao đổi ion trong dịch. Ok ha. Vậy thì bây giờ mình phải nắm một cái nữa, khi nào thì các ion phản ứng với nhau. Hồi nãy anh nói tại sao thằng Ba2 cộng với SO42 trừ đụng nhau thì phản ứng, còn thằng Na cộng với Cl trừ đụng nhau thì không phản ứng. Tại sao như vậy? Bởi vì điều chúng nó phải thỏa một cái điều kiện phản ứng hả các bạn? Nên là điều kiện xảy ra phản ứng ion này người ta gọi là phản ứng trao đổi ion ha. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion nó phải có ba cái điều kiện sau đây, và nếu thỏa một trong ba điều kiện này thì phản ứng mới xảy ra, còn nếu không thì không có phản ứng. Thứ nhất, tạo ra chất kết tủa. Rồi những chất nào chất kết tủa? Những chất kết tủa thông dụng ha, thứ nhất là những cái thằng mà những cái thằng bazơ yếu, ví dụ như là FeOH2. Rồi anh khỏi ghi cái dấu kết tủa ha, FeOH2, FeOH3, CuOH2. Được không? Đây là những cái thằng bazơ yếu nó sẽ kết tủa. Rồi những cái muối carbonate nè, thì đa số các muối carbonate đều kết tủa ha, trừ natri, kali, liti. Thì thường chúng ta sẽ gặp là CaCO3, BaCO3, MgCO3. Anh không có ghi tất cả nha, anh chỉ ghi những cái mà các bạn có thể gặp trong phần vô cơ của lớp 12 này thôi. Được không? Còn tất nhiên nó còn rất là nhiều nữa. À quên, ở đây còn có Al nữa các bạn. Quên thằng này là không có được Al3 nữa. Lớp 3 thì nó hơi khó chịu một xíu. Rồi. Tiếp nè. BaSO4 AgCl. Được chưa? Rồi. Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi đó. Sơ sơ là như đó thôi nha. Mấy bạn đợi anh xíu để anh check lại coi còn. Rồi cái nào không, để anh ghi luôn cho các bạn. Đây là những cái
kết tủa mà chúng ta hay gặp, tức là nếu như các bạn có Fe2 cộng và OH trừ trong dung dịch thì tụi nó sẽ đụng nhau để tạo ra FeOH2, được không? Còn nếu như mà không phải là Fe2 cộng mà là Na cộng đi, Na cộng với OH trừ đâu có phản ứng, tại vì tụi nó tạo ra chất tan mà, đúng không? NaOH là một chất tan, nó không có phản ứng với nhau, các bạn ha. Rồi, thêm cái nữa đi, thêm cái nữa đi là Fe. Thôi, FES thì để khi nào học Fe thì anh sẽ nói, tại vì nó không có đơn giản như là mình nghĩ. Rồi, được ha. Vậy như vậy thôi, điều kiện đầu tiên đó là tạo ra chất kết tủa. Được các bạn, có 3 điều kiện ha. Điều kiện đầu tiên là tạo ra chất kết tủa. Thỏa một trong 3 điều kiện này là phản ứng nó xảy ra. Cái thứ hai là tạo ra chất khí. Thứ hai là tạo ra chất khí. Thì những cái gì tạo ra chất khí, ví dụ như là CO3-2 trừ hoặc là HCO3 trừ tác dụng với H cộng, thì nó tạo ra gì? Nó tạo ra CO2 với nước. Này tạo ra khí này. Được không? Rồi gì nữa? Một cái rất hay gặp, NH4 cộng cộng với lại OH trừ. Cái này có đun nóng nữa ha. Thật ra có không cần đun nóng đâu, tạo ra NH3 với nước. Thực ra nếu mà đun nóng thì NH3 nó sẽ thoát ra khỏi dung dịch dễ hơn, được chưa? Cho nên là thôi kệ đi, ở phổ thông thì các bạn cứ coi như là phản ứng nó xảy ra đi. Thì thực ra phản ứng này nó có xảy ra bình thường, nhưng mà không phải là mới nhỏ vô là các bạn thấy sủi bọt khí đâu. Thực sự nếu mà có nhỏ OH trừ vào NH4 cộng, các bạn không có thấy là sủi bọt khí đâu, mà các bạn gần như là chúng ta không có thấy sủi bọt khí gì cả, bởi vì NH3 nó tan rất là tốt trong nước. Nên là nếu mà muốn mà ngửi thấy khí mùi khai là mình phải đun lên để cho NH3 nó thoát ra khỏi dung dịch, lúc đó mình mới ngửi thấy khí mùi khai ha. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến những cái phần bài tập của mình, nên là anh khỏi ghi tê độ ha. Rồi tiếp tục số 3. Nhắc lại là đây là những cái rất cần thiết, những cái mà hay gặp trong chương trình lớp 12 của mình, được ha. Rồi tiếp theo là chất điện ly yếu. Chất điện ly yếu thì cái phương trình các bạn thường gặp nhất đó là H cộng cộng OH trừ tạo ra nước, đây là phản ứng trung hòa, đúng không? Ví dụ Na H cộng H2 cộng HCl đi, thì bản chất là Na cộng với Cl trừ không có tham gia phản ứng đó, nó chỉ đứng nhìn thôi, mà thằng nào tham gia đó là thằng H cộng với thằng OH trừ đụng nhau để tạo ra nước, được chưa? Mấy thằng đó mới là mấy cái thằng phản ứng á, được không? Rồi một phản ứng nữa là HCO3 trừ cộng OH trừ tạo ra CO3-2 trừ cộng nước, được chưa? Thì nó có nước nè, nước là chất điện ly yếu này, nên là những phản ứng này sẽ xảy ra, được không các bạn? Nên là ở đây là anh đang liệt kê cho các bạn những cái phản ứng thường gặp và rất thường gặp trong chương trình hóa 12 của mình, nên là hãy học thuộc giùm anh cái này giống như văn mẫu gì đó, đúng không? Một cái bài văn mẫu mà 4-5 trang các bạn còn học thuộc để ra chép được nè. Cho nên là cái này có mấy dòng thôi, nên là cố gắng học thuộc của anh ha. Được chưa? Không có đầy đủ đâu nha, nhưng mà đây là những cái quan trọng để mà chúng ta học được trong phần nâng cao của lớp 12 này. Trời ơi, một tiếng rồi mà chưa có qua được lớp 12 nữa. Không sao đâu anh, cứ từ từ mà đi. Chạy giáo án tùy. Là thi giữa kỳ là khỏi ôn luôn. Thi giữa kỳ các bạn coi lại clip giúp anh nha. Được không? Còn có một số trường như... có nghe nói một số trường thi tự luận, thì chắc là thầy cô các bạn cũng có chỉ các bạn trình bày tự luận rồi. Thực ra tự luận á không có gì hết trơn á. Tự luận là cứ các bạn cứ viết phương trình ra ha, các bạn cứ viết phương trình ra xong rồi mình trình bày lại giống như là cái cách mà anh chỉ anh giảng cho các bạn và anh viết ra vậy vậy đó.
Nếu các bạn làm y chang vậy, chỉ có cái là các bạn viết viết thêm phương trình thôi. Là phương trình viết được không? Cái này phải viết được nha. Phương trình là anh ép các bạn học dữ lắm, các bạn phải viết được phương trình. Được không? Cho nên cách trình bày tự luận chỉ là mình viết phương trình, sau đó là mình viết cái cách giải của mình giống như là mọi lần anh hay dựng sửa bài cho các bạn thôi. Không có gì hết. Được chưa? Mình viết kỹ kỹ xíu thôi, chứ đừng có kiểu là gì mà bấm máy tính em có đáp án. Thì như vậy không được, nhưng mà mình phải viết cái phép tính ra vân vân. Đó là trình bày tự luận ha. Anh phía trước mà... em tiếp xong chứ anh chưa tiếp xong. Anh trang trước. Trước hả? Nè. Ở dưới dưới. Rồi còn bạn nào mà cần ôm lại về este hay chất béo gì đó thì các bạn lên YouTube ha anh, cái clip mà ôn tập á, ôn tập chương este á là anh đã có rồi, anh đã up lên cho các bạn rồi. Được chưa? Nên đây là phản ứng ion trong dịch ha. Những cái này rất là quan trọng luôn á. Không có là rất là khó học những phần của lớp 12. Đã nhắc lại ở đây, những cái này không phải là khái niệm hay gì đâu nha. Anh chỉ viết những cái sơ sơ để chúng ta có thể nắm được thôi. Rồi, được chưa? Xong chưa? Đi tiếp nha. Các bạn nào chưa xong không? Xong rồi rồi. Rồi, xong rồi ha. Nghe chưa xong thì la lên nha, để anh biết nha. Rồi, phải nhắn lên Messenger để anh dừng lại chút xíu cũng được. Rồi, tiếp ha các bạn. Để đối với điều kiện xảy ra phản ứng. Đối với điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion thì chúng ta nhớ có ba cái điều kiện này và học thuộc giùm anh nha, cái này văn mẫu hiểu không, thuộc đi. Rồi đó, anh chờ chút xíu để cho bạn nào ghi chưa xong thì chúng ta ghi tiếp, nhưng mà học thuộc phải hiểu xíu nha. Mình phải hiểu là bản chất của các phản ứng trong dung dịch là phản ứng của các ion, được chưa? Thì ion nó đụng nhau mà nó vô tình nó đụng nhau mà nó gặp những, nó tạo ra những cái chất như thế này thì lúc đó phản ứng xảy ra. À, tất nhiên nó sẽ có một số trường hợp riêng nữa thì khi nào đụng tới anh sẽ nói. Rồi, tiếp ha. Rồi, phần số 3 là phản ứng oxy hóa khử. Chúng ta quay lại chương của lớp 10. Phản ứng oxy hóa khử. Rồi. Như vậy thì đối với phản ứng oxy hóa khử, cái chữ oxy hóa khử có nghĩa là sao? Các bạn thấy nãy giờ anh đang viết cho các bạn những cái phản ứng này, đúng không? Ví dụ Ba2 cộng cộng SO4 2 trừ ra BaSO4. Đây là phản ứng trao đổi ion. Được chưa? Đây là phản ứng trao đổi ion. Và cái phản ứng trao đổi ion này nó không có sự thay đổi về số oxy hóa của các nguyên tố. Vậy bây giờ số oxy hóa là cái gì? Ha, số oxy hóa là cái gì? Số oxy hóa các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là cái túi tiền, cái ví tiền của mỗi cái chất phản ứng. Nó giống như là cái ví tiền thôi. Bây giờ nếu như mà ví tiền của tôi mà là số dương, có nghĩa là tôi không có nợ nần ai hết trơn á. Vậy là tôi hơi bị cao á, đúng không?
Ví dụ như là cộng 2, cộng 3 là cộng 6 vân vân, thì đó là những cái số oxy hóa dương. Bạn tưởng tượng là đó là ví tiền của người ta ha. Rồi có một số nguyên tố thì cái số oxy hóa của nó lại âm, thì ví tiền của người ta là ví âm. Thì lúc này thì nếu như một cái chất mà có cái số oxy hóa cao gặp một cái chất có số oxy hóa thấp, thì có thể, không phải lúc nào cũng có, lúc nào cũng phản ứng ha, mà có thể tụi nó sẽ phản ứng với nhau. Thì bây giờ tôi gặp một cái người người nghèo hơn tôi, thì tôi có thể cho người ta miếng, được không? Kiểu như vậy. Như vậy số oxy hóa các bạn tưởng tượng nó giống giống như là cái ví tiền, được chưa? Cũng giống như là cái ví tiền thôi, không có gì hết ha. Rồi vậy bây giờ mình phải xác định được số oxy hóa, mình phải xác định được số oxy hóa. Bây giờ để xác định số oxy hóa thì mình phải có những nguyên tắc như sau, một số nguyên tắc thôi ha. Hydro, các bạn nhớ số oxy hóa của nó là cộng một, cộng một trong hợp chất nha, anh đang nói là số oxy hóa trong hợp chất ha. Thôi nói đơn chất trước đi, đơn chất số oxy hóa bằng không. Đơn chất là sao? Là nó chỉ được cấu tạo từ một nguyên tố, có nghĩa là các bạn thấy nó có một chữ à. Ví dụ như là N2 có một chữ N thôi, mặc dù là N2 có nghĩa là có hai nguyên tử nitơ nối với nhau, nhưng mà nó chỉ có một cái tên là N thôi, người ta gọi đây là đơn chất, được không các bạn? Có nghĩa là có thể có nhiều nguyên tử nhưng mà tất cả những nguyên tử này cùng tên, người ta gọi đó là đơn chất, được không các bạn? Vậy số oxy hóa của nguyên tử nitơ trong phân tử N2 là không. Ví dụ như Fe, đúng không? Có một thằng Fe à, đơn chất số oxy hóa là không, được chưa? Oxy số oxy hóa là không. Ok, rồi ví dụ gì nữa? Natri không. Đây là những cái thằng đơn chất, được các bạn? Tức là kim loại Fe, kim loại natri nè, rồi phân tử O2, phân tử N2 vân vân, thì những cái thằng này nó có một tên nè, có một loại tên thôi, đó là đơn chất ha. Thì số oxy hóa của những nguyên tử này bằng không. Ok, rồi tổng số oxy hóa của phân tử cũng sẽ bằng không, được chưa? Tổng số oxy hóa của một phân tử cũng sẽ bằng không. Rồi chúng ta phải nắm những nguyên tắc sau. Thứ nhất, số oxy hóa của H là cộng 1, số oxy hóa của oxy là trừ 2, được chưa? Đây là một số cái nguyên tắc mày phải nhớ. Tổng số oxy hóa của một phân tử bằng không, số oxy hóa của H là cộng 1, của O là trừ 2. Vậy chúng ta sẽ có những cái ví dụ sau để các bạn xác định số oxy hóa. Rồi ví dụ ha, thêm cái nữa, của những kim loại á, kim loại nó sẽ mang số oxy hóa dương hóa trị. Tức là kim loại đó hóa trị mấy thì số oxy hóa của nó là cộng bao nhiêu đó, được các bạn? Rồi bây giờ anh có ha, ví dụ như NaCl, ví dụ như chúng ta có NaCl, rồi xác định như mang số oxy hóa này. Thằng Cl thì mình không biết, tại vì nó không có theo, nó không có nằm trong cái nguyên tắc mà anh đưa cho các bạn. Nhưng mà thằng kim loại thì biết, đúng không? Đây là kim loại natri, thì kim loại natri này hóa trị mấy đây nè? Trong trường hợp này natri đang hóa trị mấy vậy? Một. Hóa trị một, đúng không các bạn? Vì số oxy hóa của natri là cộng một, được chưa? Mà tổng số oxy hóa của một phân tử sẽ phải bằng không, thấy chưa? Tổng số oxy hóa của một phân tử phải bằng không, nên là số oxy hóa của Cl trong trường hợp này là trừ một. Ok, sẽ là trừ một, được chưa? Rồi tiếp nha, tiếp H2O đúng nguyên tắc luôn, đúng không? H thường là cộng một, anh nói thường không phải tất cả nha, nhưng mà ở phổ thông thì chỉ là cộng một thôi. Oxy ở phổ thông mà trong hợp chất nó là trừ hai thôi. Ở đây nhớ nha các bạn, đây là hợp chất nha, hiểu không? Chứ mà vừa vài bữa sau cái kêu O2, cái nói O2, anh nói O là trừ 2 mà các bạn quốc đây số hóa trừ 2 là chết nha. Tại vì sao? Đó, O thằng O2 này là đơn chất, hiểu không? Đây nè, O2 là đơn chất mà số oxy hóa của các nguyên tử trong đơn chất sẽ bằng không, nên O2 là phải bằng không chứ không trừ 2 nha. Còn cái O là trừ 2, H là cộng 1, kim loại là cộng hóa trị, cái số oxy hóa trong phân tử, xin lỗi, trong hợp chất, chết rồi các bạn xóa giùm anh đi, mệt quá nay, trong hợp chất khùng điên ghê chưa, bạn sửa lại giùm anh chút xíu ha.
nói đơn chất ở trên cái dưới kia, phân tử vô duyên gì đâu. Sorry các bạn sửa lại giùm anh xíu. Nó là trong đơn chất thì số oxy hóa của các nguyên, của những nguyên tử trong cái đơn chất đó sẽ bằng không. Nhưng đối với trong hợp chất, tổng số oxy hóa trong hợp chất sẽ bằng không. Được chưa? Và nếu như phần hợp chất đó nó có oxy, nó có O, cái O sẽ là trừ 2. Nếu hợp chất đó có H thì H là cộng 1. Được không ạ? Vậy hợp chất là gì? Hợp chất là nó có hai cái tên trở lên. Gọi là hợp chất vì các bạn thấy trong cái phân tử này nó có vừa có H vừa có O. Thì đây là một hợp chất. Phân tử này có, xin lỗi, cái chất này nó có natri với lại CL, đúng không? Có NaCl là hai cái tên khác nhau. Thì đây là hợp chất. Được chưa? Rồi. Để mình phân biệt cái này ha. Này là đơn chất. Đơn chất là có một cái tên nè. Hợp chất là có hai tên trở lên. Được chưa? Rồi tiếp nha. Kiếm nào hay gặp cái rồi. Rồi, H2SO4 SO2 HNO3 NO2 NO N2O NH3 NH4 NO3. Rồi các bạn xác định giùm anh số oxy hóa của thằng hydro, của thằng S, của thằng lưu huỳnh với lại nitơ trong những cái phân tử này. Giờ xác định đi. Xác định số oxy hóa của lưu huỳnh là thằng S đó với lại nitơ là N trong những cái phân tử mà anh mới viết. Đó, xác định ha các bạn ha. À, tiếp luôn đi. Fe. Với lại Fe đó nha. SL2. Rồi, xác định đi nè. Xác định của thằng S, của thằng N với lại mấy cái nguyên tố kim loại Fe với Ag đó gì mà. Rồi, xác định cái này. Này lớp 10 học rồi ha. Rồi. Rồi các bạn nào xong rồi không đọc giùm anh nè, H2SO4 S là nhiêu các bạn? Cộng 6. Nhiêu bao nhiêu? Cộng 6. Đúng rồi, cộng 6. Tại sao biết cộng 6 nè? Chúng ta đếm thử ha. Oxy là -2. Ở đây số oxy hóa mình đang tính cho một nguyên tử ha các bạn ha. Có nghĩa là một nguyên tử oxy là -2, vậy có 4 nguyên tử oxy, vậy nó phải là -8. Hiểu không? H một nguyên tử H sẽ là cộng 1. Thì hai nguyên tử H sẽ là cộng 2. Mà bây giờ tổng số oxy hóa của tất cả những nguyên tử này trong cái hợp chất nó phải bằng 0. Đúng không? Trong hợp chất nó phải bằng 0, cho nên là cái thằng -8 nè cộng 2 vậy phải cộng bao nhiêu nữa mới bằng 0? Vậy là phải cộng 6. Được không? Phải cộng 6 nữa nó mới bằng 0. Các bạn ha, thì đó là cái cách để chúng ta tính. Nhưng mà thuộc đi, thuộc luôn giùm anh ha. Đó là H2SO4 thì S là cộng 6. Được chưa? Còn cái muốn mà tự tính thì hồi nãy anh đã chỉ các bạn cách tính rồi đó. Rồi tương tự như S ở đây là cộng 4,
S đây là trừ 2, Fe đây cộng 2. Bởi tại sao đấy Fe cộng 2 các bạn? Bởi vì Fe đây đang hóa trị 2, mình thấy FeCl2 đúng không? FeCl2 thì Fe hóa trị 2 chứ gì nữa. Thì cái số sinh hóa của kim loại nó sẽ là cộng hóa trị. Được chưa? Nó sẽ là cộng hóa trị. Như vậy ở đây là dương, đúng không? Dương 2 là cộng 2 đó. Tương tự Fe đây số sinh hóa là cộng 3 bởi vì nó hóa trị 3, Ag đây là cộng 1. Ag hóa trị 1 nha. Được chưa? Rồi, ở đây H đây là cộng xin lỗi N là cộng 5, cái cách tính giống như H2SO4. N đây là cộng 4 cộng 2 cộng 1. Tại sao cộng 1 ha? Tại vì oxy là trừ 2. Đúng không? Như vậy tổng hai nguyên tử nitơ phải là cộng 2 để làm gì? Để cộng lại nó bằng 0. Nhưng mà bởi vì nó có hai nguyên tử nitơ nên là phải chia 2, nên mỗi thằng chỉ có cộng 1 mà thôi. Được chưa? Rồi. Tiếp tục N3 sẽ là N trừ 3. Tại H là cộng 1. H là cộng 1 mà có 3 thằng H, nhưng mà là cộng 3. Đúng không? Mỗi thằng H là cộng 1, có 3 thằng H nên là cộng 3. Vậy muốn cộng 3 phải cộng thêm bao nhiêu nữa thành không? Vậy là trừ 3. Được chưa? Rồi, NH4 NO3 thì cái N trong NO3 nó là cộng 5. Còn cái N trong NH4 là trừ 3. Tại chúng ta biết rồi, NH3 mà cộng thêm 1H cộng nữa thì các bạn sẽ thu được NH4 cộng. Được chưa? Bản chất là NH4 NO3 nó là 2 ion, bao gồm 2 ion là NH4 cộng với NO3 trừ. Được chưa? NH4 cộng và NO3 trừ. Nên là cái thằng NH4 cộng này số oxy hóa của nó giống như là NH3. Ok chưa? Rồi, đó là số oxy hóa. Nào không nhớ thì chúng ta ghi chú lại kỹ xíu nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có khái niệm về phản ứng oxy hóa khử. Phản ứng oxy hóa khử. Rồi, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa của nguyên tố. Có sự thay đổi số oxy hóa của nguyên tố. Được chưa? Rồi, hồi nãy anh có nói là cái số oxy hóa như cái ví tiền. Hiểu không? Nó giống như là cái ví tiền vậy đó. Thì bạn tưởng tượng như là cái ví tiền này là có người giàu, người nghèo. Thì trong phản ứng oxy hóa khử thì cái thằng này nó sẽ cho thằng kia. Và nó cho cái gì? Nó cho electron. Hay nó sẽ cho electron. Như vậy sẽ có một đứa cho E hay là nhường E đó. Và sẽ có một đứa nhận E. Được chưa? Đây là phản ứng oxy hóa khử. Để làm gì? Để thay đổi số oxy hóa. Mình đang, các bạn tưởng tượng là ví tiền của mình, ví tiền của mình đang có 100 ngàn, đúng không? Mình cho 50 đi thì ví tiền của mình sẽ còn 50 thôi. Lúc đó là cái số oxy hóa đã thay đổi rồi. Được chưa? Vậy phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa của nguyên tố, hay nói khác là có sự cho nhận electron. Được chưa? Có sự cho nhận electron. Vậy thì sẽ trong phản ứng oxy hóa khử phải có một đứa cho và một đứa nhận. Hay nói khác là nếu như có một nguyên tố số oxy hóa tăng thì phải có đứa giảm. Kịp không? Nếu đã có một đứa tăng là phải có một đứa giảm. Ít nhất luôn nha. Ít nhất là phải có đứa tăng và phải có đứa giảm. Chứ không bao giờ có chuyện là tăng không, mà cũng không bao giờ có chuyện là giảm không. Được chưa? Không ai mà tự nhiên cái có tiền mà không biết ai cho, đúng không? Không thể nào như vậy được. Hoặc là tự nhiên cái mất tiền, tiền nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, túi này sang túi khác thôi, chứ không có tự nhiên nó mất được. Hiểu không các bạn? Thì electron nó cũng giống vậy. Ok ha. Rồi, như vậy ở đây nè, mình sẽ có hai cái khái niệm. Hồi nãy anh có nói đó là chất oxy hóa, cái sự oxy hóa với lại sự khử, là cái sự cho những cái quá trình, là những cái quá trình cho những em ha. Rồi nó lại chỗ này. Trong phản ứng oxy hóa khử thì phải có một đứa cho đứa nhận, được không bạn? Vậy nếu anh giả sử, anh cho ví dụ đi chứ ngồi giả sử mệt lắm, cho ví dụ ha. Ví dụ đơn giản thôi, Fe cộng H E cộng Cu SO4 là Fe SO4 cộng Cu. Được chưa? Rồi, như vậy anh cho phản ứng giữa Fe và Cu SO4
ra FeSO4 cộng CO. Và ở đây nè, đây là phản ứng trong dung dịch nha các bạn, tức là anh nhúng thanh Fe vào dung dịch COSO4. Được chưa? Anh nhúng thanh Fe vào dung dịch COSO4. Như vậy thì các bạn cũng phải nhìn nó dưới dạng ion gì mà. Đó là trong dung dịch COSO4 nó không có tồn tại cái cục COSO4, mà nó tồn tại gì? Nó sẽ tồn tại là CO2 cộng và SO4 2 trừ. Được chưa? Nhưng mà bản chất là SO4 2 trừ có tham gia phản ứng không? Bởi vì sau phản ứng chúng ta thu được dung dịch FeSO4, có nghĩa là chứa ion Fe2 cộng và SO4 2 trừ. Được không các bạn? Vậy bản chất là thằng SO4 2 trừ không có tham gia phản ứng, mà chỉ có gì thôi? Chỉ có Fe phản ứng với CO2 cộng để ra Fe2 cộng cộng với CO. Nắm kịp chưa nè? Rồi. Ok chưa? Chỗ này ok chưa? Bản chất là trong dung dịch đó các bạn, thì cái thằng CO4 nó không phải tồn tại thành cục ha, mà nó sẽ tồn tại dạng ion CO2 cộng và SO4 2 trừ. Ok. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có gì? Có phải các bạn thấy là Fe đúng không? Số oxy hóa ban đầu là mấy? Là không. Đúng không các bạn? Fe là rõ ràng nè, ban đầu đứng một mình nó là đơn chất, thì có phải số oxy hóa ban đầu của Fe là không không? Đúng không? Và sau phản ứng thì sao? Sau phản ứng có phải là nó đã chuyển thành Fe có trong hợp chất không? Đúng không bạn? FeSO4 là Fe trong hợp chất nè. Mà Fe trong hợp chất này có phải là số oxy hóa của nó là cộng hóa trị không? Đúng không? Như vậy trong trường hợp này số oxy hóa của Fe sẽ là Fe cộng cộng 2. Hay nói cách khác là nó trùng với lại cái điện tích ion của nó luôn. Được chưa? Nó sẽ được trùng với điện tích ion luôn. Rồi, vậy từ Fe0 nó đã thay đổi số oxy hóa thành Fe cộng 2. Được chưa? Rồi, vậy ở đây tại sao thay đổi số oxy hóa nãy nó rồi? Do nó có sự cho nhận E. Giống như cái ví tiền của mình, thì ví tiền mà nó tăng nó giảm là do mất tiền nhận thêm tiền, đúng không? Là do sự cho nhận electron. Vậy các bạn phải tính giùm anh số electron đã cho và nhận. Tính như thế nào? Lấy số lớn trừ số nhỏ, ghi bên số lớn. Nghe kịp không? Ở đây chúng ta có Fe2 cộng. Thấy chưa? Fe2 cộng là cộng 2 nè. Đúng không các bạn? Là số dương, dương 2. Lấy cộng 2 trừ 0. Đúng không? Lấy số lớn trừ nhỏ, lấy cộng 2 trừ 0 thì ra 2. Để các bạn ghi ở bên số lớn thì mà, tức là ghi bên Fe2 cộng là 2 electron. Ok chưa? Cái này anh như là anh giảng, đang giảng cho lớp 10 luôn á. Rất là kỹ rồi đó. Có ai không hiểu không? Hiểu anh à. Ai không hiểu thì la làng lên nha. Rồi, tiếp tục nè. Thằng CU thì sao? Ban đầu CU nằm trong hợp chất, số oxy hóa của nó là cộng 2. Đúng chưa? Nhưng mà sau phản ứng nó bị bay ra ngoài rồi, nó còn có CU không mà, đúng không? Nó đang tách ra thành hợp chất rồi. Được chưa? Nên là trở thành CU0. Vậy bây giờ tính số oxy hóa thì tính sao? Tính số oxy hóa cũng lấy số lớn trừ số nhỏ, ghi bên số lớn. Vậy lấy 2 trừ 0 bằng cộng cộng 2 electron. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng Fe nó đã nhường 2 electron. Thấy không? Có phải thấy nó nhường không? Đúng không? Nó tách 2 electron ra để nó tạo ra ion dương nè. Còn CU2 cộng nó nhận 2E để nó trở thành CU0. Nghe kịp không? Fe trong trường hợp này đang nhường 2E để trở thành Fe2 cộng. Còn CU2 cộng đang nhận thêm 2E để mà trở thành CU0. Không phải lúc nào hai chỗ này cũng giống nhau nha. Tại trong trường hợp này nó vui cái nó giống nhau thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng giống nhau. Được chưa nè? Rồi. Như vậy ở đây nè các bạn. Cái quá trình ha, anh gọi là cái quá trình. Đây, cái quá trình mà chuyển từ Fe0 chuyển từ Fe0 đến Fe2 đó là quá trình oxy hóa. Được chưa? Còn quá trình mà chuyển từ CO2 cộng xuống CO0 là quá trình khử. Các bạn tưởng tượng chữ oxy hóa là chữ đi lên ha, số oxy hóa rõ ràng nè, nó đang đi lên nè, tức là nó bị oxy hóa hay là quá trình oxy hóa. Được chưa? Còn CO2 cộng nó đang bị khử xuống thành CO0, người ta gọi đây là quá trình khử. Ghi thêm ha, Fe bị oxy hóa. Còn CO2 cộng bị khử
Được chưa? Nhắc lại ha, cái quá trình mà Fe từ 0 lên thành cộng 2, đó là Fe đang bị oxy hóa, hay nói khác là đó là quá trình oxy hóa. Còn Cu2 cộng từ cộng 2 mà giảm xuống 0, tức là nó bị khử, Cu2 cộng bị khử. Hay nói khác, Cu2 cộng lên hơn giảm xuống thành Cu là quá trình khử. Được chưa? Rồi, tiếp thêm một cái khái niệm nữa. Cái này rất hay nhầm nha. Rất là hay nhầm nên các bạn cẩn thận. Tới đây được chưa nè? Giờ tới đây được chưa? Fe0 mà lên Fe cộng 2, đó là quá trình oxy hóa. Nói cách khác, Fe bị oxy hóa. Các bạn tưởng tượng oxy hóa là đi lên đó. Được chưa? Còn khử là đè đầu nó xuống. Trừ khử nó đè đầu nó xuống. Như vậy thì Cu2 cộng đang bị đè đầu, cho nên là cộng từ cộng 2 còn có xuống 0 thôi. Đó là quá trình khử, hay Cu2 cộng bị khử. Được chưa? Rồi, bây giờ anh hỏi nè, cái thằng nào đã khử thằng Cu2 cộng trong phản ứng này? Thằng Fe. Phải, Fe nó đang khử, nó đang đè đầu thằng Cu2 cộng, nên Cu2 cộng bị khử, đúng không các bạn? Cho nên người ta gọi Fe0 đây nè là chất khử. Còn thằng nào đã oxy hóa Fe lên, có phải Fe bị oxy hóa không? Vậy thằng nào oxy hóa Fe? Có phải Cu2 cộng oxy hóa Fe không? Nên người ta gọi Cu2 cộng là chất oxy hóa. Ngược nhau nha. Ngược nhau ha các bạn ha. Thực ra nó có logic chứ không phải ngược đâu. Nó có logic. Đó là gì nè? Fe bởi vì nó đi khử thằng Cu2 cộng nên người ta gọi nó là chất khử. Nhưng mà trong quá trình nó đi khử người ta thì nó lại bị oxy hóa, nên cái quá trình nó thay đổi người ta gọi là quá trình oxy hóa. Được chưa? Còn Cu2 cộng nó là gì? Nó là chất đem, nó là chất đi oxy hóa người ta. Được không các bạn? Cu2 cộng đi oxy hóa người ta nên người ta gọi nó là chất oxy hóa. Nhưng trong quá trình nó lo đi oxy hóa người ta thì nó bị khử xuống, nên người ta gọi quá trình này là quá trình khử, hay là Cu2 cộng bị khử. Được chưa? Đó là cái cách hiểu ha. Nếu chúng ta hiểu là các bạn sẽ nhớ được. Rất là dai chứ không có cần phải học thuộc. Hiểu không nè? Nhưng mà chúng ta có câu thần chú ha, chúng ta có câu thần chú để các bạn học. Đây, anh ghi câu thần chú ở đây nha. Rồi ghi dưới đi. Rồi, khử tăng o giảm. Câu thần chú ha. Nó nghe câu hay ghê quá, có một cụm mà khử tăng o giảm, mà anh phải mở ngoặc, anh ghi chữ chất ở phía trước. Có nghĩa là gì? Chất khử thì số oxy hóa tăng sau phản ứng, chất oxy hóa thì số oxy hóa giảm sau phản ứng. Được chưa? Chất khử thì số oxy hóa tăng sau phản ứng. Các bạn thấy Fe nè, nó là chất khử, phải số oxy hóa của nó tăng sau phản ứng không? Đúng không? Còn thằng Cu2 cộng thì sao? Có phải số oxy hóa của nó giảm sau phản ứng không? Nên nó là chất oxy hóa. Được chưa? Khử tăng o giảm, chất khử thì số oxy hóa tăng sau phản ứng, chất oxy hóa thì số oxy hóa giảm sau phản ứng. Ok không? Vậy thì từ đây các bạn thuộc dùm anh cái này. Thì khi chúng ta thuộc cái này rồi thì sao? Thì các bạn sẽ xác định được chất nào là chất khử, chất nào là chất oxy hóa. Còn quá trình khử, quá trình oxy hóa thì mình nhớ ngược lại. À, thằng Fe mình đã xác định nó là chất khử rồi, cho nên nó bị oxy hóa. Hay nói khác là cái quá trình là quá trình oxy hóa Fe. Được chưa? Còn thằng Cu2 cộng, tôi thấy rằng Cu2 cộng giảm. Thấy không? Nè, Cu2 cộng giảm. Khử tăng o giảm về Cu2 cộng là chất oxy hóa. Vì nó là chất oxy hóa nên cái quá trình xảy ra với nó là nó bị khử. Hiểu chưa? Cái này là anh giảng cho bạn hiểu. Cái này là học thuộc lòng. Ok ha, học nào cũng được. Được chưa? Nếu mà thấy hiểu nó rắc rối quá, tại thực sự là cái này để mà hiểu được thì cũng hơi rắc rối thật ha. Nhưng mà nếu như mà mình cảm thấy hiểu rắc rối thì các bạn học thuộc cái này thì mà. Rồi, nhắm mắt lại nhẩm giùm anh coi coi là mình đã
làm được ok cái này chưa? À, anh cho một cái ví dụ khác ha. Cho ví dụ khác, đơn giản thôi. Chó nào ta? Rồi, các bạn làm giùm anh phản ứng này. Phản ứng này là không phải trong dung dịch nha. Phản ứng này không phải trong dung dịch. Natri là natri dạng rắn. Người ta đốt ở trong khí CL2. Được chưa? Còn cái phản ứng này xảy ra trong dung dịch. Nên anh mới nhìn nó dưới dạng ion. Còn ở đây đừng có nhìn nó dưới dạng ion là Na cộng CL trừ ha, tại vì thực chất nó cũng có ion thôi, nhưng mà thằng natri này nè nó dạng rắn, đốt cháy trong khí clo. Nên là cái các bạn thu được là cái cục NaCl, cục muối ăn của mình á. Hiểu không? Còn chừng nào mình hòa tan cái cục này trong nước thì lúc đó nó mới tách ra thành Na cộng với CL trừ. Được chưa? Còn ở đây thì sao? Anh nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 thì bản chất là Fe nó tác dụng với lại Cu2 cộng, chứ không có cái cục CuSO4 nào chổng hết trơn á. Ha, là mình phải hiểu rõ cái chỗ dung dịch này. Để cho rồi các bạn xác định giùm anh đi nè. Xác định thứ nhất. Thôi xác định giùm anh cái thằng nào là chất oxy hóa, thằng nào chất khử. Và viết giùm anh các quá trình oxy. Rồi xác định đi. Bạn nào xong rồi và hiểu được phần này, các bạn giơ tay giúp anh. Ha, làm xong cái ví dụ này và hiểu được phần này thì giơ tay giùm anh. Làm ví dụ luôn đi các bạn. Giơ tay xong mà làm ví dụ ha. Làm ví dụ xong đi, xong mà anh sẽ sửa. Vậy là nay chưa kịp qua của lớp 12 luôn, cháy giáo án rồi. Đi chậm mà chắc anh ơi. Xong tới lúc mà tôi không kịp bài á, tôi dí chết tôi luôn. Chờ xíu ha, các bạn làm xong anh sửa. Bạn nào xong thì giơ tay ha.
Rồi anh sửa các bạn ha, thế cũng đa số là các bạn làm được rồi nè. Rồi vậy đầu tiên thì các bạn xác định giùm anh số si hóa. Thì nếu mà mình quen rồi, các bạn nhìn nhanh vô là mình xác định được liền cái số si hóa những cái thằng nào thay đổi ha. Chứ không phải cần, chúng ta không có cần phải xác định tất cả, có những cái kiểu phản ứng nó chung chung rồi. Thì ở đây các bạn thấy là số si hóa của natri là không, bởi vì nó là đơn chất đứng mình là không ha. Natri trong hợp chất thì số si hóa của nó sẽ là cộng với thêm hóa trị nó, thì ở đây hóa trị 1 nên là cộng 1. Được chưa? Rồi, bởi vì cộng 1 nên là Cl phải là -1. Không phải lúc nào cũng Cl -1, các bạn có nhiều khi Cl cộng 1, cộng 3, cộng 5 nữa, cộng 7 nữa. Hiểu không? Nhưng mà trong trường hợp này bởi vì natri là cộng 1 nên Cl phải là -1. Rồi, Cl ở đây là không bởi vì nó là đơn chất. Được chưa các bạn? Nó là đơn chất. Rồi, vậy thì các bạn thấy nè. Có phải chúng ta có Na từ 0 đang bị oxy hóa thành Na cộng 1 không? Cộng 1 em. Đúng không bạn? Bởi vì bị oxy hóa có nghĩa là ai đó đã nâng nó lên. Đúng không? Cho nên đây là quá trình gì? Quá trình oxy hóa. Được chưa? Hay nói cách khác là Na bị oxy hóa. Được chưa các bạn? Còn Cl2 thì sao? Cl2 có phải là nó chuyển thành Cl-1 không? Đúng không? Chuyển thành Cl-1. Nên là ở trong trường hợp này Cl2 đang bị khử. Quá trình đè đầu khử cổ nó mà, đây là quá trình khử hay là Cl2 bị khử. Được chưa? Rồi bây giờ xác định số electron, cẩn thận giùm anh cái nè. Ở đây có số 2 các bạn ha. Ha. Chúng ta viết ở đây là Cl2. Nếu như mà ở trong cái phương trình của mình á mà có cái chỉ số ở phía dưới thì các bạn nhớ viết cái chỉ số phía dưới luôn giùm anh. Thì ở đây có số 2 nè. Thấy chưa? Thì mình phải viết Cl2. Rồi, ở đây cân bằng giùm anh là C2Cl trừ. Để cho nó đủ số nguyên tử, đây bên đây có 2 thằng Cl, bên kia phải có 2 thằng Cl. Được không? Rồi, bây giờ mình tiếp tục ha. Nha, để lộn chỗ rồi. À đúng rồi, để đúng chỗ rồi. Tiếp tục nè. Bây giờ các bạn sẽ lấy số lớn trừ số nhỏ. Giữa số 0 và số -1 chắc chắn phải là 0 lớn hơn. -1 sao lớn hơn 0 được? Đúng không? -1 mà. Nên là mình sẽ lấy 0 trừ đi -1 là mấy? Là 1. Nhưng mà bởi vì ở đây có số 2 này, cho mình nhân 2 nữa nên thành ra sẽ là 2e. Kịp không? Tại vì đây mình đã cân bằng ở đây là 2 Cl trừ rồi, mà mỗi Cl trừ là nhận 1 e. Nhận thằng một thằng Cl nhận 1 e mới ra Cl trừ. Chỉ hai thằng Cl nhận 2 e mới ra 2 thằng Cl trừ. Nên cái cách tính là gì? Lấy 0 nè, trừ đi -1 tức là 1. Đúng không các bạn? Nhưng mà có số 2 mình nhân 2 lên nữa nên là 2 electron. Được chưa? 2 electron. Rồi, vậy thì nếu như mà các bạn quy đồng, đúng rồi, quy đồng á, kiểu như quy đồng á là mình nhân hệ số để cho số electron bằng nhau ha. Thì có phải là các bạn nhân ở đây là nhân 2, nhân đây nhân 1 không? Đúng không? Vậy thì mình sẽ cân bằng là 2 natri, 2 NaCl. Ở dưới nhân 1 vậy là 1 Cl, 1 Cl2 ở đây 2 Cl trừ, đúng rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Thằng nào đã oxy hóa thằng natri có phải thằng Cl2 không? Cho nên người ta gọi Cl2 là chất gì? Chất oxy hóa. Thằng nào đã khử Cl2 xuống đó là thằng natri, nên người ta gọi natri là chất khử. Được chưa? Rồi, bây giờ mình thuộc cái câu thần chú thì mình làm sao? Các bạn xác định số si hóa xong, các bạn thấy là điều gì? Có phải là Na0 lên Na cộng 1, đúng không? Khử tăng, ở chỗ khử tăng như vậy thằng này tăng này, thấy chưa? Từ 0 lên cộng 1 thằng này tăng. Vậy Na là khử, là chất khử. Thằng ghi chữ chất rõ ràng này nha. Na là chất khử. Khử tăng, giảm. Thằng Cl từ 0 giảm xuống -1. Vậy nó là chất oxy hóa. Được chưa? Vậy natri là chất khử, Cl2 là chất oxy hóa. Nắm kịp chưa? Rồi, vậy bây giờ natri là chất khử cho nên nó bị oxy hóa. Cl2 là chất oxy hóa nên nó bị khử. Ok chưa các bạn? Nhưng mà ở dưới này là anh đang giảng cho các bạn để hiểu tại sao như vậy. Nếu chúng ta hiểu các bạn sẽ nhớ rất là dễ, mình suy luận rất là dễ. Nhưng mà tại vì cái hiểu này nó hơi phức tạp nên là chúng ta có thể học câu thần chú này và các bạn áp dụng vô. Nhưng nhớ học thần chú thì sao?
khử tăng o giảm là chất khử thì số oxy hóa tăng sau phản ứng, chất oxy hóa thì số oxy hóa giảm sau phản ứng. Được chưa? Rồi. Không kịp luôn, không kịp qua lớp 12 luôn. Thì hôm nay là anh chỉ ôn lại những kiến thức rất cơ bản của lớp 10 và lớp 11. Các bạn mà không có nắm được những kiến thức này thì làm bài tập và học học những cái phần vô cơ lớp 12 rất là khó khăn. Các thi đánh giá năng lực là các bạn khỏi thi luôn. Người ta hay ra những phần này lắm. Được chưa? Đây là những cái cơ sở hóa học ha, mà chúng ta phải hiểu. Rồi được chưa các bạn? Các bạn nào thắc mắc gì nữa không nè? Dạ không. Không ha. Rồi, như vậy thì hôm nay thì có thể có một số bạn là mình nắm được những cái này hết rồi thì điều đó tốt không sao hết, mình nghe mình nhớ lại thôi. Còn bạn nào mà cảm thấy kiến thức này nó quái đản quá, kiến thức này kỳ bí quá thì chúng ta nhớ phải coi lại ha. Các bạn phải coi lại trước thứ năm, tại vì thứ năm anh qua phần của lớp 12. Được chưa? Thì cũng sẽ sử dụng những cái kiến thức này, đặc biệt là cái phần phản ứng oxy hóa khử rất là quan trọng. Nên là nếu bạn nào cảm thấy mình quên rồi thì chúng ta nhớ ôm lại để mà thứ năm mình học cho nó tốt. Được các bạn ha. Rồi.